giờ quay cho các bạn xem. Đó là hình ảnh là em Danh ở Sài Gòn đã đặt niềm tin vào cho anh Thạch. Từ Sài Gòn xuống vùng đất Kiên Giang hơn 300 km để mang con 99 này về. Thì con 99 này là con của anh Thạch Phát ở Long An, mà Thạch đã lấy từ Long An. Và những cái tình cảm quý báu của hai vợ chồng anh đối xử với anh Thạch thì Thạch về dọn lại và được em Danh ở trên Sài Gòn chăm và bỏ thời gian công sức xuống đây với Thạch để thực hiện cái ước mơ. Thì hôm nay là em cũng nôn lắm, tính xuống ngay mấy bữa lễ kìa, mà bữa nay hết lễ thì mới gia đình được giấy tờ ký luôn. Đây là bộ hồ sơ. Hồ sơ của xe thì lần nào cũng vậy, khi mà Thạch bán xe cho anh em á thì đâu đó giấy tờ thủ tục Thạch sẽ lo trước cho anh em hết, là khi anh em xuống đây là chỉ lấy xe về và nhập ra tên thôi. Thì niềm vui lại tiếp tục đến với anh Thạch, đã giúp được một người đam mê thực hiện được cái ước mơ của mình, cái ước mơ mà rất khó để thực hiện, không dám để thực hiện. Nói chung dòng xe này nó phức tạp lắm, có tiền cũng nhiều khi cũng không dám mua đâu. Thì Thạch xin giới thiệu với anh em cái người đam mê đó và cho anh em chiêm ngưỡng được chân dung của anh Danh đã bỏ công sức và đặt niềm tin vào Thạch từ Sài Gòn xuống đây. Thì mời anh Danh. Thì đây là Danh, người mà đặt niềm tin vào cho anh Thạch từ Sài Gòn xuống đây lấy xe này. Thì đây nè, hồ sơ xe anh đã làm sẵn hết, chiếc nút và cho nhập vào ra tên rồi. Trải nghiệm hay là lau chùi cấp gì về chiếc xe đó thì cấp, nhưng mà anh nói với em chiếc xe này á, em về cứ chơi, anh nói là không có thằng bậy muốn nói gì đó. Thì đây là hình ảnh công bố trên YouTube, anh em nhìn thấy chiếc xe này đó là sườn rất riêng cực đẹp, anh đã giới thiệu trên YouTube rất là nhiều lần, và cục máy rất chỉnh, hơi rất mạnh, xài rất ngon. Đây là dao em của anh nữa, của em rồi. Rồi thì đó, cái đam mê của em đó. Thì bây giờ em muốn làm gì đó làm nha, muốn làm gì làm. Và có một cái điều gì đó muốn gửi đến cho anh em mà đang xem anh em mình thì cái ước mơ này được không? Đó thì có lời nào không hiểu với anh em nói đi. Không biết nói gì, em chỉ chúc anh em nào đam mê giống như em cố gắng thực hiện được ước mơ đam mê của mình. Cố gắng nuôi dưỡng và cố gắng thực hiện. Yeah. Rồi. Thì em Danh đã gặp gỡ của các bạn có nhắn một điều đó, đam mê thì cố gắng thực hiện. Cái đam mê ai cũng có đam mê hết trơn á, sống không có là bao, thích thì cứ chơi, đam mê cứ thực hiện. Thì đang thử máy cho anh em nghe thử này, đang cầm cho. Thạch sẽ cho anh em xem lại cục máy của nó lần nữa. Sườn lốp rim cực đẹp. Bô ram. Rồi, cái đó là cái ước nguyện của anh đối với anh em ai cũng vậy. Rồi thì bây giờ
xong tôi giấy tờ hết rồi giờ lên xe qua mình ghé đi, rồi cho ta gói xe rồi đưa về Sài Gòn. Cái này là cái đam mê nè anh em, phải kỹ dữ dằn luôn, không biết vợ có kỹ được giống vậy không không? Thắng rồi. Quắn nè. Cháu ở nhà, trời ơi, cháu chị ở Đồng Nai đó thằng. Má ơi, chiếc cánh thác của nó thì nó chạy. Nhà mà. Chiếc này nó đắp mền luôn mà. Đắp mền không luôn. Này về đem về là xong rồi cũng đắp mền luôn nè, chứ có chạy dám chạy nè. Quắn mà dám mua luôn mấy thước giải nè, về quắn với xe luôn anh em. Chứ không phải giải chưa. Thấy không? Nói anh em chơi xe là mỗi người có một cái tính là phải mình kỹ, còn có mấy anh em còn kỹ hơn nữa. Vừa qua phòng vé rồi bà chủ phòng vé quấn giấy là không chịu đó, yêu cầu là phải đi mua giải về quấn là giải nè, đầy xe luôn rồi. Nói gì chứ có những món đồ mà thật sự có tiền mình cũng nhiều khi cũng mua không được anh em, là nói như vậy đó. Trong năm nay thì Thạch còn có xe để mà mua bán đồ để chia sẻ là cho những anh em đam mê, chứ hết năm nay qua năm sau không biết còn xe cho anh em mình mua không thì Thạch cũng không biết luôn nữa. Đại gia với người đam mê thì giờ quá nhiều, mà đại gia với Việt Kiều mua là bao đâu có bao giờ mà bán lại cho anh em mình nữa đâu. Đó, coi những chiếc xe mà Thạch đã bán là coi như về là chỉ để chân với đắp mền thôi. Ừ, ngộ ra, bưng nó mua về đắp mền luôn, chị chạy đi. Chạy nhắc, chạy cần chạy. Nhìn khuôn mặt của anh Danh đã thực hiện được cái ước mơ của mình, nó tươi rói rồi nè anh em. Đó, tươi rói luôn. Ngày xưa Thạch cũng vậy đó, Thạch chuẩn bị đi mua xe là Thạch nôn dữ dằn, ngủ không được, thao thức cho đến ngày đến giờ để mà được đi mà mua để lấy chiếc xe về. Nãy giờ hết mấy thước giải rồi. Rồi Thạch cũng như là em Danh đã thực hiện cái video clip này gửi đến cho các bạn xem để tham khảo về những cái ước mơ, những cái sự kỹ càng cho cái ước mơ của mình. Thì đến đây Thạch và em Danh xin chào tạm biệt các bạn đam mê. Thạch hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Thì có những cái gì hay hay, thú vị gì hay thì, hay là những cái kinh nghiệm gì để chia sẻ đến cho anh em, thì Thạch sẽ gặp gỡ anh em qua clip sau. Rồi Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhé.